Quýnh Nhà xin mới chào quý cô bác anh chị em. Lời nói đầu thì cho Quýnh Nhà gửi lời chào, lời chúc sức khỏe tới tất cả mọi người. Mấy chúc mọi người có một ngày thật là vui vẻ, an nhiên và thật là ấm áp bên gia đình bé nhỏ của mình ạ. Cảm ơn mọi người đã quay trở lại với cuộc trò chuyện ngày hôm nay của Quýnh Nhà nhé. Thì mới vừa đây chắc có lẽ quý cô chú anh chị em đã nghe rất là nhiều cái thông tin rầm rộ trên mạng xã hội về cái câu chuyện của một nữ YouTuber từ bên Nhật Bản về bên Việt Nam để có thể là đi tìm con. Và người này cũng đã có một cái mối liên hệ đối với một bác sĩ bên khoa hiếm muộn. Và bác sĩ này đã từng rất là nổi tiếng vì đã đỡ đầu cho một cái ca sinh nở, sinh năm nha quý cô chú anh chị. Và cũng đã được cộng đồng mạng ở trên thế giới cũng giống như là trong nước quan tâm và chú ý rất là nhiều. Và người này cũng đã nổi tiếng và là một người bố đông con nhất của Việt Nam. Đó chính là đã tạo nên những bé con dễ thương cho những gia đình hiếm muộn. Và chúng ta cũng đã thấy rất là rõ ràng trong cái câu chuyện của nữ YouTuber này với lại người bác sĩ này, thì nó có một cái sự, ta nói rằng là nảy lửa và cao trào. Mọi người biết sao không? Một người mà ở bên Nhật Bản, khi mà người ta có công ăn việc làm ổn định, và cái vấn đề ở đây là chồng của họ là một người có công ăn việc làm và có một cái mức lương, một cái mức thu nhập mà giống như cái nữ YouTuber này chia sẻ là 200 triệu đồng trên một tháng, thì chắc chắn rằng là người ta sẽ không bao giờ mà bỏ công bỏ việc để người ta về bên Việt Nam đâu quý cô chú anh chị. Phải chăng rằng là cộng đồng mạng nghi ngờ nó chưa bao giờ là một cái câu chuyện sai với sự thật? Đó chính là ở bên Nhật Bản, chồng của bạn ấy là không có công ăn việc làm ổn định, và bạn ấy bay về bên Việt Nam và dựa vào cái việc làm mà bạn ấy đang làm, đó chính là YouTuber, để có thể là kiếm tiền. Thật sự để mà nói đó quý cô chú anh chị, chúng ta làm gì cũng vậy, nhưng đừng có lôi những cái người mà người ta không hề muốn dính vào trong cái đà drama này của mình. Ví dụ như một người mà có tài có đức giống như bác sĩ bên khoa hiếm muộn kia, thì chắc chắn rằng là có rất là nhiều người người ta tôn trọng bác sĩ. Và điều đặc biệt hơn nữa là người ta coi người bác sĩ này giống như một vị ân nhân vậy đó quý cô chú anh chị. Cho nên rằng cho dù có bất cứ một cái sự việc nào xảy ra đi chăng nữa, thì đông đảo những người mà đã từng nhờ được cái sự giúp đỡ của cái người bác sĩ này, người ta sẽ lên tiếng và bảo vệ. Vì người ta đã từng tiếp xúc với bác sĩ này, người ta đã từng nhờ bác sĩ này, người ta đã biết rõ rằng là cái tính cách cũng giống như là cái cách làm việc này của bác sĩ. Cho nên khi cái nữ YouTuber này muốn lợi dụng vào cái tên tuổi của bác sĩ, cũng giống như là muốn làm free từ đầu đến cuối để kiếm con đó quý cô chú anh chị, thì đó là một cái điều sai lầm. Mình sống á thì mình phải đặt cái chữ tín của mình lên trên hàng đầu, đặt cái đức của mình nó lên trên hàng đầu, thì chắc chắn rằng là cho dù có khó khăn muôn vàng đi chăng nữa, thì mình có cái tâm, có cái đức, mình cũng sẽ kiếm được một đứa con theo đúng nghĩa là bậc làm cha làm mẹ muốn dành những gì tốt đẹp nhất cho con của mình. Và có biết bao nhiêu cặp vợ chồng hiếm muộn người ta cũng đã nhờ đến cái phương pháp được gọi là hiện đại giống như cái nữ YouTuber kia, nhưng tại vì sao người ta không than vãn, người ta không rên la, người ta cũng không ý ới đủ điều, mà người ta âm thầm lặng lẽ để người ta đi kiếm con. Còn đối với nữ YouTuber này thì thật sự để mà nói á, rất là nhiều cái chiêu trò. Và những cái chiêu trò này đấy, gì ạ? Nó giống như là một cái sự thương mại, kiếm một đứa con thương mại đó quý cô chú anh chị. Là cứ ảo tưởng sức mạnh, cứ nghĩ rằng là bản thân của mình là một cái người nổi tiếng, đi đến chỗ này, đi đến chỗ kia, người ta cũng phải đối xử với mình tốt, hoặc là người ta dành cho mình những cái điều được gọi là đặc biệt.
rồi cứ nghĩ rằng là ảo tưởng, đi đến đâu phải có người tung kẻ hứng thì mới cảm thấy hài lòng. Nhưng mà thực tế, một người mà người ta không cần đến cái tiếng tăm đó quý cô chú anh chị, một cái người mà người ta cũng chả cần đến cái sự bi ai, thì chắc chắn rằng là người ta cũng không bao giờ quan tâm đá hỏi bạn là ai, bạn từ đâu đến. Tại vì người ta đã từng làm rất là nhiều cho những người nổi tiếng, những sao hạng A ở trong giới showbiz cơ. Nhưng mà tại vì sao những người đó không bi ai cho bác sĩ, và bác sĩ cũng làm trên một cái tinh thần được gọi đơn giản là như thế này, là làm tới đâu thì tính tiền tới đó. Tại vì cái công nghệ hiện đại thì máy móc nó cũng phải hiện đại rồi, những cái vấn đề ở phía bên trong để có thể là hình thành ra một bé con, em bé đó quý cô chú anh chị, thì đương nhiên rằng là nó đâu có hề là đơn giản đâu. Cho nên đâu có phải cái nào cũng free hết đâu. Cho dù có sao nổi tiếng thì chăng nữa, chưa chắc bác sĩ đã free, chứ đừng có nói gì một nữ YouTuber hay là TikToker, nó cũng chỉ là một người bình thường thôi. Và quý nhà cũng không có phải rằng là lên tiếng để mà nói bác sĩ phân biệt đối xử giữa sao hạng A hay là một TikToker hay là YouTuber rồi này nọ các kiểu. Ví dụ như mà một cái người nào đó mà người ta yêu mến bác sĩ á, người ta thấy rằng là bác sĩ làm hết cái khả năng á, thì chắc chắn rằng là người ta sẽ dành cho bác sĩ những cái điều được gọi là tốt đẹp, và người ta sẽ BI miễn phí cho bác sĩ, hoặc là người ta BI bằng tất cả những cái tấm lòng thành của họ. Còn đằng này, bản thân của bác sĩ là một cái người cũng nói rất là rõ ràng trong cái khả năng của bác sĩ, ví dụ như giúp được bao nhiêu thì bác sẽ tự giúp. Còn đằng này á, là cái cô YouTuber này á, thì cứ nghĩ đơn giản rằng là bây giờ lên ở trên mạng xã hội á, mình đã có cái tiếng cái tâm như thế này thì mình đi đến chỗ bác sĩ thì bác sĩ cũng free. Và hóa chăng rằng là cái sự ảo tưởng sức mạnh, cái sự free này của cái nữ YouTuber á, đã làm ảnh hưởng đến rất 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 là nhiều người. Thứ nhất á, ảnh hưởng đến gia đình của cô ấy. Thứ hai là ảnh hưởng đến cái người chồng mà thật sự rằng là quá là ngờ ngợt, để mà nói là cảm thấy tội cho cái anh chàng này. Người Nhật Bản đó quý cô chú anh chị, thì người ta có một cái tính được gọi rằng là tự lập rất là sớm. Và người ta làm cái gì cũng vậy, cũng phải kỹ lưỡng. Nhưng mà hóa ra rằng là vì không có hiểu được cái câu chuyện, cái nguyên nhân, cái thực hư của người vợ mình, mà bản thân của cái người chồng này lại giống như là một bù nhìn. Có đông đảo quý cô chú anh chị, người ta cũng không hề ghét vì cái cô nữ YouTuber này. Nhưng mà cái sự việc quá thể quá đáng của nữ YouTuber này, nó đã làm cho người khác cảm thấy vô cùng khó chịu. Và người ta cảm thấy vô cùng khó chịu và cảm thấy ái ngại thay cho cái người chồng của nữ YouTuber này. Đó chính là dù người chồng này có không hề kiếm ra được nhiều tiền, hoặc là bản thân của mình chỉ tạo ra một cái hình ảnh đẹp nhưng mà thực chất ở bên trong là rỗng toét, rồi để lôi cái người chồng này vào để kiếm cái sự tương tác ở trên mạng xã hội để thực hiện những cái mục đích của cái người vợ này, thì chắc chắn rằng là sẽ không bao giờ mà có hạnh phúc. Chắc cái anh chàng người Nhật Bản này á, chỉ nghĩ đơn giản rằng là mình đang đi tìm con ở bên Việt Nam và mình khao khát có một đứa con thôi. Nhưng mà đâu có ai ngờ rằng là bản thân của mình lại bị chính cái người vợ này đưa mình vào một cái thế được gọi rằng là ngước mặt lên nhìn đời cũng không được, mà ngước mặt xuống thì cảm thấy là nó ê chị. Cho nên làm gì cũng vậy quý cô chú chị, đừng có lôi gia đình, đừng có lôi chồng, lôi con mình vào, vì cái đó nó nghiệp cực kỳ luôn. Bây giờ đang đi kiếm đứa con mà đã làm trời làm đất như thế này, thì thử hỏi rằng là ông trời ông có cho mình được một đứa con không quý cô chú chị? Nó khó cực kỳ luôn. Vì bây giờ đi đâu người ta nghe thấy cái tên của cái nhân vật này thì người ta cũng cảm thấy rằng là ôi trời ơi, dính vào thì sẽ bị drama.
Ok, cái đoạn video này của Quý Nhà thì xin kết thúc tại đây. Mấy chúc mọi người luôn dồi dào sức khỏe, và nếu thích cái đoạn video này của Quý Nhà thì các bạn có thể like, share, subscribe để ủng hộ cho cái kênh của Quý Nhà nhé. Mấy chào mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong những đoạn video tiếp theo ạ. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.